rao bán. Giờ cho tôi hỏi nha, nếu ai làm thổ địa mà chỉ cho tôi biết được một cái chỗ nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà đến đó mà mình trải nghiệm giống như Amsterdam, tôi tặng cho món quà. Amsterdam. Anh ở kia có bán dù kìa, mình tới đó sẽ lượm được cái dù vừa ý. Chúng liên quan gì trơn nghe trời, tự nhiên cái cục nước rồi lấy cái dù làm chi. Rồi đi qua mua dù luôn đi, bye bye. Hình như ở Mỹ hả? Xong nó ở Mỹ luôn đi. Trời ơi, em tôi đang ở Hà Lan, không biết gì thôi, đi đi. Amsterdam. Ủa quà gì vậy anh? Trả lời đi, người ta cho, hỏi chi. Có quán The Bike Shop á anh. The Bike Shop bán gì chồng? Dạ bán xe đạp, có xe đạp chút tre nữa. Dễ thương vậy, anh mua tặng cho em cái nha. Thiệt không? Mua cho em nha. Nói chơi thôi, đi đi. Nãy anh nói có quà. Có không? Nãy anh mới nói. Thì quà nè, lấy đi. Chúc mừng em và xin được mời em đến tham dự sự kiện đặc biệt của Eric. Yeah.